Thôi, 40 nhặt được 2 lít. Đưa tiền đây. Tiền này anh nhặt được mà. Không nói nhiều, đưa đây. Thôi mẹ mày, cho bố mày xin cốc nước mạch. Trên trời nắng này, khát nước lắm. Không có mạch múng gì hết. Mang xe vào dẫn cơm. Mẹ, vợ với chả con. Cho xin một bố mạch, không được. Ai nhôm ngang đồng, tắt vụn, dép hỏng bán cơ. Được 200 rồi á? Được vậy thôi anh ạ. Bố bán xe đạp à? Ừ, xe của tôi thích thì tôi bán này. Bố bán xe, mày lấy cái gì mà đi? Mày biết cái gì? Vào. Con vào con mách mẹ. Bố phải lấy chịu khó đấy. Không phải việc của con, vào bán chi rô đi. Cũng không phải việc của bố, bố bán hơn anh đi. Khá nhờ. Thế vào đây ý đồ gì? Hôm qua bố bán xe đạp đúng không? Đúng, thì sao? Bố bán xe đạp, bố cho con một ít, cho con bách mẹ đấy, bố chết rồi con. Bách mẹ à? Thì bố hỏi con nhá, bố bán xe đạp để làm gì? Bố đi uống bia gì, con biết thử à? Đi uống bia đi, uống hết rồi, làm gì mà còn một chi nữa. Bố cứ đợi đấy, con bách mẹ. Mẹ ơi, con cho xem cái này. Lần này bố hại toan rồi. Ông bán xe đạp lấy tiền uống bia đúng không? Ông dặn nốt đi, xong vào tôi bảo. Đồ ăn ông còn lâu. Mẹ con mày, có mỗi quần cái áo mà giặt lâu thế không biết. Xong chưa, vào tôi bảo. Chưa, con mới đấu đây nè. Thôi mẹ mày cứ vào trước đi, lát nữa bố vào sau nhá. Định vào hỏi tội bố mày ạ, còn lâu. Bố cũng khôn đây. Ê xe này, cho mời chìa khóa đi giao hàng cái. Có cái xe đạp bán mất đi thì chỉ có đi bộ. Đời thân trải bao nhiêu gánh vác, mang trên vai biết bao phiền. Chứ công chứ. Thì bò à? Chiếc xì bò, chiếc xì bò mới mua anh về anh xây lòng. Xây lòng xong tính luôn là một chai rồi. Thấy đèn xanh anh vừa qua, thấy cầu ngàn đàn đường tròn nhìn thấy anh cây tóc tay nhau. Đúng là ngàn lời vợ nói, không bằng làn khói xì bò. Ông nói cái gì? Nói lại tôi nghe thế nào? Đâu, anh có nói cái gì đâu. Ông biết anh là gì không? Nay xe của tháng đi giao hàng tôi. Giao hàng gì? Đơn giản, chỉ 1 phút 30 giây. Chị ơi, có đơn hôi nách này. Chị ơi, có đơn tẩy lông này. Ô, mẹ thằng này, giao hàng kiểu gì đấy? Tôi đố biết đây. Giao xong. Ơ, hình như quên chưa lấy tiền sao ấy. Đi giao hàng không lấy tiền. Xe đi nhanh quá, quên không lấy tiền. Mày đã ông nghỉ luôn đi. Cô Lan ơi, cô đi vào đây. Ai đấy con? Con mới theo cô Lan về bán hàng. Chiếc xì bò, chiếc xì bò mới mua anh về anh xây lòng. Xây lòng xong tính luôn là một ngày. Được đấy. Cảm ơn cô Lan này để bán hàng cho con cơ mà. Con thật, bố con mình đi đâu mà thiệt. Không. Từ nay con cứ bán hàng cho cháu nha.
Lấy xe đi em ơi. Ôm anh đi em ơi, ôm anh đi em ơi. Chúng mày đi đâu đấy? Bọn mày đi ra ngoài mày ạ. À. Mẹ trong ba đứa cho con mày nha. Bố Hải ơi, bố xem thế nào chứ? Có người chọc đùa bắt cơm cho mình kìa. Đứa nào? Thằng nào con nào? Anh đã không động mà nói thôi. Nó dám chọc đùa bắt cơm cho mình á. Xé xác ra. Cứ nào nói đây. Kìa kìa. Mày cứ yên tâm để tao quay cơ mà. Thôi, mẹ mình mấy em. Nhưng mà bắt cơm trăm củ đấy. Bà nuôi chúng nó vất vả lắm mà. Sung sướng gì đâu. Nhưng sau này cũng của chúng nó hết đấy mà. Thôi mẹ, mẹ vì mình, mẹ vất vả lắm. Mẹ nhận một người cũng sao đâu. Ừ, thôi nhờ mẹ một người đi, kiếm một đồng nào hay đồng đấy. Ừ, thôi mẹ xem vào cơm nước đi. Nhường là nhường thế nào rồi, trứng là con non vịt. Sao mà đó được. Hải ơi, anh đến đây. Anh Đại. Ơ Hải. Anh Đại. Ui, Hải, khỏe không em? Em khỏe anh ạ. Đợt này làm ăn thế nào em? Em bình thường. Đợt này anh học TikTok quá, anh muốn đi học lại. Wow. Bà ký đâu em? Trong nhà anh ạ. Ừ. Lần này cháu quyết tâm học bà ạ. Cháu gửi tiền bà. Ừ. Mẹ Duyên ơi, tình hình mới làm ăn cơm rồi. Hả? Bố Hải dám lừa mình à? Dán cường lực rồi mà bảo vớ điện thoại. Vớ, điện thoại con vớ đó mà bảo con là vớ. Không bảo thế thì sao con bán được nhiều chi rơi như này? Bố như vậy là không được. Không được chỗ nào con? Bố nói là bố không tốt. Bố cũng chỉ muốn tạo áp lực cho con thôi. Con chưa nghe câu là áp lực tạo nên kim cương à? Thế bố đang nghe câu này chưa? Câu gì con? Người gian dối sẽ gặp người dối gian. Sao mà đó được? Ơi, con bé thì rồi. Anh ơi. Chị ơi, con đơn tẩy lông này. Con xin. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bộ dạng lúc bạn kiếm tiền có thể là rất nhếch nhác, thậm chí là thảm hại. Nhưng mà dáng vẻ khi bạn nỗ lực và cố gắng thực sự rất đẹp. Lấy thăm lòng. Lấy ít tôi lấy trả xoong của mẹ lấy gì mẹ ăn. Mẹ kho có được con cá độ 2 cân. 2 cân lấy lần nào lấy về lấy một đống. Tì lên mẹ về mẹ chửi cho. Mẹ, mẹ. Mẹ có ít thôi, mẹ chỉ cho ít thôi, mẹ mày. Ra mày xuống mày chẳng lấy gì mày cứ về mẹ, mẹ kho bao nhiêu mà mẹ con lành mày cứ xuống mày về. Mà cá thơm lắm. Thơm thì thơm chứ mẹ chỉ cho ít một ít mang về thôi.
giả mẹ. Múc một ấy thôi, múc bát thôi, giả mẹ đi. Hôm nay ăn nốt hôm nay thôi. Cá của mẹ mua, mẹ kho mẹ. Mai về, mai các má xuống mang về cho mẹ. Mẹ con gái, con gái bồn. Cái gì? Hàng của mẹ không xuống, không mua cho bố mẹ, chỉ cướp bồn của bố mẹ. Mai con về con mua thịt xuống cho mẹ. Không. Đưa con ấy đi, đưa con cá xuống đây. Thôi con về đây, không con về cháu nó khóc ở nhà. Chúng mẹ chửi cho. Thôi con vào đây. Con vào đây. Mẹ về nhà trong nhà nhá. Bố đi lo hàng thì bố vào. Đi nhanh về ăn cơm của tôi. Nay mẹ sen xinh nhỉ. Cho bố Hải thơm cá. Mồm bố Hải mày hôi lắm. Hôi đâu mà hôi. Chắc hôi ở bên cá này này. Bố Hải thở ra người thử mà xem. Hơi có mùi một tí. Nhưng mà anh đánh răng rồi mà. Anh răng với không hết, bố Hải sử dụng cái này đi. Xịt thơm miệng, hô bê bà. Đúng rồi đấy, bố Hải xịt trực tiếp vào miệng đây. Cái này không có đường, không có cồn, không có chất bảo quản. Có chứa men vi sinh, lợi khuẩn lactic. À, được phết nhờ. Bố thấy hương vị gì? Hương vị đào, bạc hà, mà mẹ mua ở đâu đấy? Thì em mua trên TikTok shop ấy. Bố đi đây, cảm ơn nhá. Xe đây rồi, chắc nhậu ở trong này thôi. Để phát giả tới rồi. Bây giờ làm sao mà hết em này nhỉ? Vừa gọi ra xong. Thế bọn nó bảo ông có nhậu ở đây mà không thấy đâu nhỉ? Bà dạ. Này là nhậu này, lên tao.